Ngày 4 tháng 6, một lãnh đạo công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh, 35 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, để làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự. Trước đó, báo người lao động đã thông tin khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6, Nguyễn Quốc Thịnh lái xe ô tô Audi mang biển số 98A49944 di chuyển trên đường Hùng Vương hướng đi đường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Khi xe đến khu vực ngã tư Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, đoàn thuộc tổ 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 98B2755XX do ông Nguyễn Mạnh Hắc, 48 tuổi, trú tại thành phố Bắc Giang cầm lái, chở theo vợ và con gái. Cú tông mạnh khiến ông Hắc, bà Dương Thị Huy, 44 tuổi vợ của ông, và bé Nguyễn Thùy Đê, 13 tuổi, con gái của ông, tử vong tại chỗ. Xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng. Ngày 3 tháng 6, tin từ công an thành phố Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Quốc Thịnh để phục vụ điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Theo cơ quan công an, người điều khiển xe ô tô Nguyễn Quốc Thịnh là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang. Sau khi gây tai nạn, Lực lượng chức năng đo nồng độ cồn với tài xế Thịnh và xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604mg một lít khí thở. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Thịnh thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn đã uống bia rượu với bạn bè trong buổi chia tay. Sau khi rời buổi tiệc, Thịnh tiếp tục đi hát karaoke và khi điều khiển xe ô tô đi về đã va chạm với xe máy của ông H cầm lái chở theo vợ và con gái. Nguyễn Đức Thịnh cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ thoáng qua trong 1-2 giây do xe đang đi với tốc độ nhanh sau cú va chạm với xe của gia đình ông h túi khí xe ô rì phát nổ khiến thịnh bị choáng nam tài xế cho biết bản thân rất hối hận về hành vi của mình tôi bị choáng không ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc nên đã di chuyển về một con ngõ nhỏ để ngồi và gọi điện cho người thân báo tin